đại tá an ninh Tạ Khắc Diêu và chiến công chưa kể trong chuyên án TN25. Thưa quý vị và các bạn, TN25 là viết tắt của hai từ Thái Nguyên. Tiếng là chuyên án do vụ bảo vệ chính trị xác lập, nhưng chỉ đạo trực tiếp vẫn là đồng chí Trần Quốc Hoàn. Theo chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ban chuyên án đã cử một trinh sát giỏi của ta lúc đó là Tạ Khắc Diêu xâm nhập vùng tạm chiếm để điều tra làm rõ các quan hệ, đầu mối gián điệp Pháp đã cài cắm. Với sự mưu trí, dũng cảm, ông cùng tổ trinh sát đã lập nhiều chiến công hiển hách. Tham gia TN25. Đại tá Tạ Khắc Diêu sinh năm 1921, quê ở xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm. 16 tuổi, ông đã tham gia hoạt động bí mật. Ông là một trong 7 đảng viên đầu tiên của chi bộ đảng xã Diễn Bình. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông được Trung ương điều ra Việt Bắc công tác trong nha công an Trung ương. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Ở môi trường công tác mới, cùng với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại có năng khiếu công an nên ông được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn phái sang làm trinh sát vụ bảo vệ chính trị. Và chính trong môi trường này, ông đã có điều kiện để thể hiện năng lực của mình trong hàng loạt các chuyên án, nổi bật là chuyên án TN25. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng, nguyên Tổng cục Phó Tổng cục An ninh, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người trực tiếp chỉ đạo chuyên án TN25. Tham gia chuyên án là những trinh sát lão luyện của vụ bảo vệ chính trị, nha công an Trung ương. Những người sau này đều trở thành cán bộ cốt cán, chủ chốt của các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục An ninh như các ông Ngô Ngọc Du, Vụ trưởng, Tạ Khắc Diêu, Đoàn Xuân Thanh, Tống Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Thành, Nguyễn Quang Phòng, Nguyễn Cao Phòng. Những chiến công trong chuyên án TN25. Cuối năm 1952, đầu năm 1953, nhằm tăng cường do thám quân sự để điều tra tình hình với cơ quan đầu não, kháng chiến, các đơn vị bộ đội chủ lực và ý đồ mở chiến dịch của ta, cơ quan tình báo gián điệp biệt kích Pháp GCMA đã tuyển chọn 3 phụ nữ trẻ, xinh đẹp, quê ở Tam Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Yên. Đó là Chu Thị Lan, 25 tuổi, Chu Thị Hương, 22 tuổi, Lê Thị Tân, 18 tuổi. Ba đối tượng này được quan hai Brocard, trưởng chi nhánh GCMA ở Phúc Yên đưa đi đào tạo, sau đó phái ra vùng Đại Từ, Thái Nguyên và Bắc Giang hoạt động, thu thập tin tức. Nhưng do lực lượng công an làm tốt công tác nghiệp vụ, nên ba đối tượng này bị bắt chỉ sau hơn một tháng xâm nhập địa bàn kháng chiến của ta. Với tầm nhìn chiến lược, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chỉ đạo phải tương kế tự kế, dùng địch đánh lại địch. Ba trinh sát Tạ Khắc Diêu, Tống Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Thành được cử xuống lấy lời khai ba nữ gián điệp vừa bị ta bắt tại Đại Từ. Để nắm rõ đường đi nước bước, âm mưu thủ đoạn của mạng lưới tình báo này, theo chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ban chuyên án đã cử đồng chí Tạ Khắc Diêu xâm nhập vùng tạm chiếm để điều tra làm rõ các quan hệ, đầu mối gián điệp mà Pháp đã cài cắm. Đồng chí Tạ Khắc Diêu là một trinh sát giỏi của vụ bảo vệ chính trị, được mệnh danh là phù thủy của các biện pháp nghiệp vụ. Ông đã hóa trang thành một người buôn vải, xâm nhập vùng tạm chiếm để điều tra, xác minh thêm nhiều mối quan hệ liên quan đến ba nữ điệp viên Chu Thị Lan, Chu Thị Hương, Lê Thị Tân, cũng như âm mưu, thủ đoạn của cơ quan tình báo Pháp. Trong chuyến xâm nhập đó, ít nhất 2 lần, đồng chí Tạ Khắc Diêu rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Chuyện là, buổi chiều hôm đó, ông đang ở trong nhà một cơ sở ở xã Thiện Kế, gần Tam Canh, thì bất ngờ một nhóm Việt gian do tên Chu Văn Toán cầm đầu mò đến. Toán là một tên Việt gian lợi hại, học trường Tây, được tình báo Pháp đào tạo nên hắn rất cáo giả. Nhiều cơ sở của ta đã từng bị tên này bóc gỡ, khủng bố. Sau khi kiểm tra giấy tờ, lục tung gánh vải của đồng chí Tạ Khắc Diêu, không phát hiện được điều gì nghi vấn, tên Toán đã bất ngờ dí súng vào đầu ông rồi lôm ra bờ ao để thẩm vấn. Nhưng bản lĩnh của người trinh sát an ninh được rèn rũa nên ông đã bình tĩnh trả lời các câu hỏi của tên này một cách logic, hợp lý. Không tìm được gì, hắn bắt ông nộp 20 đồng thuế vải rồi hậm hực bỏ đi. Sau đó một tuần, ông lại đối mặt với một tên khác còn cao tay hơn. Tuy không tìm được điều gì nghi vấn, nhưng tên Thơm, một đệ tử ruột của quan hai Brocard, trưởng chi nhánh GCMA ở Phúc Yên đã bắt ông về trụ sở ở gần khu vực Thanh Lãng.
Dù chẳng có chứng cứ gì, nhưng hắn câu lưu ông một tuần ở trụ sở. Hắn tra khảo dã man, rồi giở đủ thủ đoạn, chiêu trò để truy ông, nhưng một lần nữa, ông lại dũng cảm, mưu trí thoát hiểm. Gần một tháng lăn lộn khắp các hang cùng ngõ hẻm ở vùng tạm chiếm, đồng chí Tạ Khắc Diêu đơn thương độc mã đấu trí với cả một hệ thống tình báo, ngụy quân, Việt gian cùng với lực lượng đồn trú của đội quân viễn chinh Pháp ở vùng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trên cơ sở những thông tin mà ông đã thu thập được, ban chuyên án cử nữ trinh sát Trần Thị Nhất tiếp cận đấu trí với ba nữ điệp viên bị ta bắt giữ trước đó. Bằng những thông tin chính xác có được từ vùng tạm chiếm về gia cảnh, bố mẹ, anh chị em của ba đối tượng, bằng tình cảm, trinh sát Trần Thị Nhất đã cảm hóa được ba nữ điệp viên hợp tác, lập công trục tội. Sau đó, ban chuyên án còn sử dụng biện pháp câu nhử, dụ, bắt giữ và khống chế thêm một điệp viên khác là Lê Thị Ngôn. Qua chuyên án TN25, ta đã tìm hiểu được âm mưu, kế hoạch quân sự của chúng, góp phần quan trọng phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một trong những thắng lợi của chuyên án TN25 sau năm 1954 là ta phát hiện bóc gỡ một tổ chức gián điệp hoạt động tại Quảng Ninh do tên Nguyễn Công Năm cầm đầu. Năm nguyên là công nhân xí nghiệp gạch giếng đáy, được GCMA Pháp tuyển dụng, huấn luyện. Sau này Năm câu kết lôi kéo được Nguyễn Đăng Nhiên, Dương Công Chỉnh và Nguyễn Văn Điều. Nhóm gián điệp trực tiếp do quan ba phòng nhì Camille Gauvigneux chỉ huy đã cài mìn, âm mưu làm nổ phá hoại nhà máy gạch. Tuy nhiên, âm mưu hoạt động của chúng đã bị ta phá ngay từ trong trứng nước. Chỉ tính từ năm 1955 đến năm 1960, lực lượng an ninh đã xác lập 37 chuyên án phản động ở hầu hết các tỉnh phía Bắc. Trong đó, đơn vị trinh sát ngoại tuyến góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của các chuyên án, điển hình như chuyên án M11, H07, T15, GM15, GM65. Đặc biệt, chuyên án C30 đấu tranh với tổ chức gián điệp cài lại ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1958 đã bắt giữ hàng trăm đối tượng, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, xóa bỏ tàn dư, cơ sở nhen nhóm phản động và các cơ sở xã hội địch có thể lợi dụng. 6 năm với 2.190 ngày đấu trí căng thẳng, giữa một bên là Phòng Nhì, cơ quan tình báo quốc phòng hải ngoại của Pháp có lịch sử hoạt động từ năm 1871, với một bên là lực lượng công an nhân dân non trẻ ra đời trong bão táp cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong cuộc đối đầu này, phần thắng đã thuộc về chúng ta. Chiến thuật dùng người của địch, phương tiện của địch để đánh lại địch cùng với những mưu mẹo trong trò chơi nghiệp vụ đã nâng tầm thành nghệ thuật đánh địch, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh chống gián điệp biệt kích Mỹ những năm sau này. Truyền thống gia đình. Đại tá Tạ Khắc Diêu đã dành cả quãng đời thanh xuân của mình cống hiến cho cách mạng, cho lực lượng an ninh và ngoại tuyến, lực lượng luôn đi trước về sau, với những con người thầm lặng và những chiến công lặng thầm. Ông qua đời vào tháng 9 năm 1986 khi đất nước bắt đầu bước vào công cuộc đổi mới, để lại bao niềm xót thương cho người thân và đồng đội. Đại tá Tạ Khắc Diêu sinh được 8 người con, một người mất sớm, 2 trai, 6 gái, trong đó có 3 người con gia nhập lực lượng công an nhân dân. Con gái đầu của ông là Đại tá Tạ Thị Tâm, nguyên điều tra viên cao cấp của Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Thượng tá Tạ Khắc Cừu, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến về nghỉ chế độ năm 2007. Thượng tá Tạ Khắc Hà, nguyên là cán bộ công an quận Ba Đình. Tiếp nối truyền thống của gia đình, hiện nay cháu nội của ông là Tạ Khắc Hùng, hai cháu ngoại là Hoàng Sơn Trung, Nguyễn Quang Đại đang là những sĩ quan cảnh sát mẫn cán của các cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Trong những năm gần đây, lực lượng an ninh làm nòng cốt cùng với các lực lượng khác giải quyết thành công các điểm nóng, các cuộc biểu tình, bạo loạn chính trị, giải quyết ổn định tình hình chính trị xã hội. Nhiều đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, bất mãn, cấu kết với địch, nhất là số hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, cố tình đi ngược lại quyền lợi của đất nước đã bị đấu tranh nghiêm trị, góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, chủ động tấn công mạnh mẽ, vạch mặt các âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đồng thời nêu nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân. Trải qua các thời kỳ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ chiến sĩ an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập được nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Những chiến công thầm lặng của cố đại tá Tạ Khắc Diêu đã để lại cho bạn những cảm nhận như thế nào? Hãy bình luận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!